Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình với bố mình ra ngoài đồng kiếm lồi cắn chua. Các bạn thấy hay thì ủng hộ cho mình với nhé. Bắt đầu thôi nào. Mất hả bố? Chào con luôn. Tí bữa rất là chua về lẩu phải bố? Nhà em chỉ còn mà. Dạ. Úi chú. Che rồi. Bắt được bắt thôi cần cỏ vừa sức ra đâu. Mẹ những cái đó. Trên đó. Xe mà chạy được.
lại thêm một em nữ. Sao mà đỡ được? Mày hả? Mày chưa vào đó. Trốn hả? Cái đấy không chết mà là một kỳ tích của nó chứ. Không chết đâu. Đạo thật đấy. Trắng. Trong này sao lại bộ đây này? Luôn. Chiếc trên này. Cái này. Đây rồi. Cái hang này. Đau lắm này. Không có hang này. Đây hả bố? Ừ, hang này. À, nó xuống đây này. Hang này này. Đấy. Đây rồi. Ủa, cái này đâu rồi? Phết. Còn thấy cái đầu rồi nè, bố chết đi. Ngay đây, ngay đây, ngay đây, đây. Dí, dí xuống, dạ đúng rồi. Còn thấy rồi. Dạ đâu. Thụt trên này xíu rồi. Đúng rồi bố. Con cứ mò xuống lại che rồi. Từ. Mày thấy có nổ mò nha. Dạ rồi. Cái nổ đó là mò thấy rồi. Yeah. Kiếm nổ ra. Sao mà đỡ được à, cô con ở trong đây hơi nào đấy. Vậy là vô hang của con lươn hả bố? Con này nó giữ cho nên bố ấy răng nó đi hả bố? Dạ vâng ạ. Con mở ra đã.
sẵn luôn. Con gì trong đấy bố? Cá luôn nhỉ. Bắt mấy con kia ra không bố? Cái gì? Con cá lăng. Mẹ nó. Ở đâu bố? Ở đâu bố? Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like nhé.